Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, sanh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, trong cuộc sống, nơi các mối tương quan, chúng ta thường thể hiện tình yêu thương cho nhau bằng nhiều cách. Chẳng hạn, một tin nhắn, một lần gặp gỡ nhau qua điện thoại, một lá thư điện tử, một lá thư viết tay, hoặc gửi cho nhau một món quà gói trọn tất cả tấm lòng của người mà mình thương mến. Thế nhưng, những cách thức đó không thể thay thế bằng sự thăm viếng trực tiếp. Thật vậy, mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về mọi nhân đức để mỗi người chúng ta noi theo. Hôm nay, chúng ta noi theo gương thăm viếng của mẹ Maria để sống cuộc đời tận hiến và đời sống đức tin của mình trong cuộc sống thường ngày. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca tường thuật lại biến cố mẹ Maria đi thăm viếng bà chị họ Elizabeth. Biến cố này diễn ra liền sau khi mẹ Maria thưa lời xin vâng trước sứ thần Gabriel truyền tin là mẹ sẽ cưu mang đấng cứu thế. Thánh nhân viết, khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Ta thử suy nghĩ xem, hành động vội vã của mẹ nhằm mục đích gì? Phải chăng mẹ muốn nhanh chân đến để kiểm chứng lời sứ thần loan báo rằng bà Elizabeth đã có thai, hoặc đến để khoe với bà Elizabeth rằng mẹ được làm mẹ đấng cứu thế? Thánh Ambrosio cho ta câu trả lời. Mẹ lên đường không phải vì không tin lời sứ thần loan báo cho mẹ. Mẹ lên đường không phải vì không tin lời sứ thần báo tin cho mẹ, mà vì hối hả ước ao
làm ơn cho gia đình bà chị, sung sướng vì được làm cho người khác hạnh phúc và tận lực thi hành đức ái. Hơn thế nữa, sự vội vã của mẹ nói lên tâm tình của mẹ. Mẹ Maria là người mẹ tuyệt vời trong việc nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, nên mẹ đã đi bước trước mà không đợi ai phải cậy nhờ hay nhắn người. Vì thế, mẹ đã hy sinh lên đường để đem Chúa đến cho gia đình bà chị họ Elizabeth. Vì yêu, mẹ muốn đến để chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ được Chúa thương cho mang thai một người con trong lúc tuổi đã cao niên. Cho dẫu đường miền núi có gập ghềnh chắc trở đến đâu, nguy hiểm đến đâu, cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa tình yêu mà Thiên Chúa đã nhóm lên trong tâm hồn mẹ. Ngọn lửa đó phải được cháy bùng lên. Quả thật, mẹ Maria có tấm lòng bác ái yêu thương và tinh thần phục vụ đối với người chị họ. Không dừng lại ở đó, sứ điệp lời Chúa gửi đến cho chúng ta không chỉ đơn thuần là kể lại việc mẹ Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, nhưng còn muốn gợi lên cho chúng ta ý nghĩa sâu xa hơn xuyên qua biến cố thăm viếng này. Đó là chính Thiên Chúa thăm viếng con người qua trung gian mẹ Maria, vì trong cung lòng thanh khiết của mẹ đang cưu mang một thai nhi. Thai nhi đó chính là ngôi hai Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa làm người và ở giữa nhân loại. Chính vì thế, mẹ được mệnh danh là hòm bia giao ước. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tháng hoa, giáo hội mời gọi con cái cùng hòa chung niềm vui với mẹ, ca vang bài ca Magnificat để nói lên tâm tình chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, đấng đã đoái thương đến phận nữ tỳ hèn mọn, đấng ban tặng cho mẹ hồng ân nhưng không. Noi gương mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin biết khám phá ra ý nghĩa Thiên Chúa thăm viếng con người, để chúng ta cũng trở nên khí cụ hữu hiệu trong những cuộc thăm viếng và phục vụ tha nhân. Amen.